Cùng sông rồi đứng giữa có đánh nhau, tập biến đẽ luôn cái chiêu quy của Lê Phương. Outplay vô cùng xuất sắc của Ares và anh ta cố được chiếc cúp này. Trong khi đó thì Phúc 1 cũng đang chạy ra đường giữa. Tốc độ di chuyển của Zara là tương đối chậm, anh ta có thủy thượng phiêu. Nhưng bây giờ Yusa cũng đang tới này. Yusa trưởng trúng vào người của Nogo. Nogo bị dính rất nhiều sát tường và anh ta nằm xuống. Mạng tiếp theo dành cho Yusa. Nhưng bây giờ Mordekaiser Sparda anh ta đã tới rồi. Kéo không trúng người Ares, tấp biến lên đã đủ với một quỳ. Và bây giờ Yusa không còn đường về nữa. Phúc 1 đang tới, có hạt thông nổ cố gắng tự hủy bởi Yusa. Liệu anh chàng này có tự hủy hay không? Lucian của Nogo vừa mới hồi sinh. Và Yusa chạy thẳng lên trụ 2, Yusa sống rồi. Anh ta sẽ không sống được. Anh ta sẽ tự sát thành công và sẽ không có mã hạ gục dành cho MBE ở trong tình huống này. Bây giờ Zara sẽ farm xong nhưng đường giữa tiếp tục đánh nhau. Nogo sẽ trao đổi chiến thuật. Ares thanh trừng được tung ra, tấp biên lên và nhảy rất hay đến từ TQ. Sát thương là đủ hay không để có hộ vệ, có Lâm Kiên. Và như vậy hai người chơi đồng quy vô tận. Và cả hai người chơi hỗ trợ đều là những người có mạng chứ không phải là hai người chơi đường giữa. Qua đó thì khu vực cánh trên lúc này vẫn đang có những tình huống trao đổi rất căng. Sparda bị bế về trong chuỗi, anh ta không còn tốc biến và đây sẽ là solo kill dành cho Hero. Đây là một tình huống mà tôi đã nhắc từ giai đoạn đầu game. Nếu như di chuyển lên quá cao thì sẽ bị Skarner đẩy về trụ. Và đấy là cái kèo mà Mordekaiser cần phải cẩn thận nhất. Nhưng anh ta lại mắc phải và Hero chấp được cơ hội đó để giúp cho Yusa anh ta kiểm soát được khu vực sâu này. Đường dưới tiếp tục có đánh nhau, sai tấp biến né luôn cái cột lửa. Và Yusa đang bị làm chậm liên tục, chiêu cuối ra đạn thả ra, hất tung được vào người Yusa. Yusa tiếp tục bị gây sát thương và anh ta dính cú nhảy ngựa của TQ. Mạng tiếp theo thuộc về Phúc 1. Một tình huống giao tranh 3 đánh 3 ở khu vực đường dưới và lợi thế về máu trước tiên đã thuộc về bên phía của MBE. Và khi cả hai người chơi đi rừng cùng xuất hiện với cấp độ 7, cấp độ 6 của họ thì hai cú chiêu cuối được đưa ra nó hiệu quả hơn cho bên phía của MBE. Pha tốc biến đến từ Taki để anh ta gỡ mạng dành cho bên phía của Team Secret. Liệu rằng có một pha mở tới từ TQ hay không? Anh ta có tốc biến, anh ta có chiêu cuối, họ có tầm nhìn. Taki mở trước, hất tung thành công và sát thương bắt đầu bởi vào Phúc 1 tốc biến trả lại một lưỡi sát thương rất lớn tới từ con Zyra của anh ta. Cú hất tung hai người tới từ chiêu cuối của Phúc 1 và sau đó là một pha sồ và vét mạng đến từ Sparda. Double kill có dành cho Lucian của Nogo. Xử lý tuyệt vời bởi Phúc 1. Phúc 1 anh ta sau khi tỉnh xong cái mê hoặc của đối phương, một pha sử dụng chiêu cuối trúng rất nhiều thành viên của TS và thậm chí là nó khiến cho đội hình của TS bị chia cách thành nhiều mảng khác nhau. Và MBE bây giờ họ sẽ kiểm soát cua này như Hero đang tới. Hero một mình anh ta là quá đơn độc, tốc biến để thể uống nhưng kẹp rồi, bị ngắt rồi. Và anh chàng này đang không có đường về, chờ triệu hồi là cực kỳ lâu. Giam cầm được sử dụng như một mình anh ta lọt giữa vòng vây của 4 thành viên đối phương. Làm sao mà chạy? Mạng tiếp theo dành cho Sparda. Tiếp tục là một tiếng chói, có thanh trừng được sử dụng, chiêu cuối cùng cũng bung giả. Hero bị kẹt lại trong trụ, không sớm thì muộn anh chàng này sẽ nằm. Lính được đẩy lên và Nogo đẩy lính vào trụ rồi. Hero sẽ bị bắn, có Lâm kia được kích hoạt lên nhưng anh chàng này sẽ nằm xuống. Mạng dành cho Phúc 1 đường trên. Tiếp tục có một tình huống băng trụ nhưng có Vương Quốc Tử Vong ở đây. Anh chàng này Lâm Khiên khủng khiếp bởi Sparda giúp cho anh chàng này sống sót ở trong trụ. Nếu như nói có một vị tướng nào đánh cánh yếu tốt nhất thì chính là Mordekaiser với cái chiều cuối của nó. Và với tình huống 3 quay 1, Team Secret không có được mạng của Sparda. Yusa chơi hồi chiều cuối, Taki cũng đã mất đi chiều cuối rồi. Nhưng Ares cũng đang có dịch chuyển tới Hero. Dịch chuyển tới bởi Hero. Nhưng ở đây MBE họ cũng đã có người đây. Ares bọc sau, nhưng người bị giữ chân lại là Hero. Nogo tốc biến về, Nogo đang gặp nguy hiểm. Tốc biến lên bởi Ares, đủ sát thương, mạng dành cho Ares. Nhưng ở bên này sao? Hero đang che chắn tốt bởi vì có sự hỗ trợ bởi Amine. Nhưng đường dưới Mordekaiser đang đẩy. Như vậy là MBE họ đang chơi thiếu người. Họ đang có thế đẩy đường dưới nhưng bù lại họ mất một mạng. Taki đang có mặt tại sông dưới. Cặp đôi mid rừng của họ cũng vừa có đợt đẩy để bắt đầu di chuyển ra khu đường giữa. Ren đang luồn ra vị trí phía sau. Đây là tình huống mà MBE họ gặp nguy hiểm nha, do người chơi xanh của họ đang ở đường dưới này. Nhưng Yusa bị lộ tầm nhìn rồi. Hero đang tới. Hero chờ giam cầm chúng hai thì bên đối phương lao vào đến Terrell. Nhưng bên này Ares được xả sát thương ngược lại. Zara cũng vụt lên bản đồ số rất canh. Style của cái TQ cũng là như vậy. Còn TQ là muốn lên đường trên này. Hero bây giờ không có giam cầm. Anh ta đã quán tìm đường lùi câu giờ càng lâu càng tốt. Zara cũng đã có mặt ở đây. Như vậy Hero sẽ không có đường về. Mạng thuộc về ai đây? Mạng thuộc về Nogo. Nhưng bây giờ thì MBE họ đã có mặt Sparda ở đây rồi, đang cố gắng lấy cái trụ đường giữa này rồi đã bị tiếp tung ra, lao vào rất đẹp với TQ, hút đối phương lại và Ren của Yusa lên bảng điểm số mà anh ta không kịp làm gì cả. Taki bị nhốt lại trong Vương Quốc Tử Vong. Ares anh ta bắt buộc phải nhảy. Hero đang tới, Hero giam cầm trúng một người để cho Amine đang bắn và Sparda anh ta bị kẹt lại, anh ta tấp biến qua tường. Amine quay trở lại tấn công Sparda. Sparda có nằm hay không đây? Sparda cuối cùng đã đạt double kill dành cho Amine. Và liệu rằng Hero có dám e lên không? Anh ta e thẳng vào người của TQ và anh ta bị cản. Anh ta tốc biến lại áp chế nhưng đổi tốc biến mà thôi. Và bây giờ đại bác tiết tung ra để có thể giữ chân Hero lại. Hero chịu đứng rất nhiều, sát thương chiêu cuối của Zara cũng tung ra không thực sự là đẹp. Phúc 1 ngay lập tức lên bảng điểm số. Mordekaiser Sparda đang tới, đang chờ sử dụng chiêu cuối. Anh ta úp vào người, hình như đó là Yusa thì phải, anh ta bị choáng lại. Yusa có đồng hồ. Trong khi đó thì Yusa có đồng hồ nhưng Ares anh ta hỗ trợ dành cho Yusa, người lên bảng lại là Sparda. Style đang cố gắng lùi về, Amine nhảy qua tường bị choáng đến từ kill. Nhưng bây giờ thì Skarner đứng trên, sau đó thì là một con Zeri phía sau thì lại quá uy tín luôn. Ares được bắn, nó có tốc biến về nhảy tới đến từ người chơi đường rước của TS và anh chàng này dọn dẹp tất cả mọi thứ, không cần nó từ thủ. Đó là một cú quét sạch dành cho các thành viên bên phía của Team Secret khởi đầu giao tranh. Đó là một pha lao thẳng vào đối phương đến từ Hero cùng với Taki. Họ đánh hai nhịp, Hero là người vào trước, Taki là người vào sau. Và nguồn sát thương tuyến sau của Team Secret đã lên tiếng trong pha giao tranh vừa rồi. Lại một lần nữa bên phía của MB lãnh chịu một pha giao tranh thua, và lần này nặng nề hơn nữa là họ mất thêm cả con Baron đầu tiên của ván đấu này. Đầu tiên là họ tung ra quá nhiều chiêu cuối, nó không thực sự là hiệu quả. Họ chọn vào người của Hero, mất đi đạp bãi tiên, mất đi cả một cái chiêu cuối của Zara nữa. Nên là rõ ràng tài nguyên đánh của MB không thực sự được tận dụng cách tối đa. Bây giờ anh chàng này sẽ di chuyển cùng với đồng đội của mình. Baron chuẩn bị xuất hiện rồi, trong khi đó thì rồng tiếp theo sẽ là con rồng công nghệ, 50 giây nữa sẽ xuất hiện. Hero đang tới, tìm được vào người của Style, Style bị tấn công, Style tấp biến về, bất bị ra cầm. Và Style nằm xuống ngay lập tức, Yusa bấm đồng hồ, sau đó thì sao? Sau đó thì TS họ dọn dẹp đối phương, phúc một tấp biến về, nhưng sát thử của Ares là quá nhiều. Triple kill dành cho Amine, Hero đang tiếp cận Nogo. Nogo, anh chàng này bắt buộc phải tấp biến lùi về, nhưng một mình anh ta là quá đơn độc. Hero đang nhảy múa trước căn cứ của MBE và đó là một pha mở vô cùng xuất sắc tới từ Hero. Style đã tốc biến đi nhưng mà cái chiêu cuối của Hero, cái giam cầm của Hero nó vẫn đủ tầm để với thẳng vào người của Style với những hitbox gần như là tầm tối đa vậy. Và với tình huống mở xuất sắc vừa rồi, Team Secret có được 4 mã hạ gục để kết thúc ván thi đấu đầu tiên sau 31 phút. Bước ngoặt đến từ một tình huống ở đường giữa và TS họ đã làm xuất sắc tình huống đó ở đường giữa. Và từ đó thì họ đã vươn lên dẫn trước sau đối phương, và Snowball cực kỳ chuẩn chỉnh ở ván thi đấu thứ nhất này và giúp cho họ có được tỷ số là 1-0. Lại một nạn nhân nữa của Cannon Trăng khi mà Zyra trong ván thi đấu đầu tiên của phút 1 đã không thể mang lại một chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của MBE. Họ lựa chọn Lucian và Mordekaiser. Tôi nghĩ rằng đó là những lựa chọn phục vụ cho công việc đẩy đường tốt, nhưng rõ ràng là về mặt chất tướng thì nó không phản đến chất tướng khỏe ở tại thời điểm hiện tại. Đường dưới có đánh nhau và Style ta bị tấn công, TQ nhảy về, Taki là mục tiêu trong tầm ngắm. Và anh chàng Taki này bắt buộc phải lùi về một nhịp, nhưng Amine lướt tới, Yusa đã có mặt để tấp biến. Hack đạo rất hay bởi Yusa. Và TQ bị kẹt lại, Yusa bị trụ, Barretta có đắc thắng nhưng ta không hồi phục đầy đủ. Nhưng ít nhất vẫn là một pha tấn công thành công của TS. Đường trên thì sao? Đường trên thì Hero bắt buộc phải lùi về với chiêu E. Đó là một pha chơi khô máu tới từ Spada để kéo Hero ra bờ sông, nhưng Hero đã lùi về rất nhanh với một pha E vào trong tường. Taki mới cấp độ 5, còn TQ mới chỉ cấp độ 4 mà thôi. Phúc 1 đang có mặt ở đây, Hero ném đá và sau đó rút về một nhịp. Taki đang tìm góc, Phúc 1 không có tấp biến, Phúc 1 trong tầm ngắm. Và bây giờ MD họ đã bị kẹt lại, gian cầm trúng hai thành viên, Phúc 1 nằm xuống rồi, Spada thấp máu, Spada cũng đã nằm. Style đang tới, TQ thấp máu và TQ bắt buộc phải lùi về và TS không mất bất cứ một ai cả. Và pha cạnh tranh cua vừa rồi nó rất quan trọng ở chỗ là Yusa là người có được cua và anh ta lên cấp độ 6 với cú tuyệt mệnh của mình. Đây là một con Corki không còn nhiều năng lượng của Nogo. Đó là một pha tốc biến đầu tư luôn đến từ Taki, vòng xoáy tuyệt vọng và Ares sẽ có một pha sấm sét hủy diệt để lấy mã hạ gục này. Một pha đánh như sách giáo khoa đến từ TS. Và Nogo cũng lách cực kỳ hay ở pha thi đấu đó. Trong cầu hôn mang lên đủ sát thương hay không? Chưa đủ sát thương, mặt nạ đốt thì có vẻ cũng chưa đủ. Nhưng Yusa chưa muốn dừng lại, Yusa đang muốn kèm một không, đó là 2 kèm 1 và người Nogo đang muốn chặn lính. Khó cho Nogo rồi. Vào trụ rồi, đây là con xe né được bóng vút đặc ám và chưa có tuyệt mạnh nhưng đó vẫn là đủ sát thương dành cho thành viên của bên phía TS. Taki có thiêu đốt nhưng anh ta cảm nhận lượng sát thương của mình sẽ là không đủ nên anh ta quyết định là không tấn công thêm và chỉ để cho Sparta ở một quê lính xấu trước khi mà Hero trở lại mà thôi. Nhưng Hero đã không có dịch chuyển. Taki có Ares ở phía sau. Tôi thấy Sparta đã đâm có vẻ là hơi cao và anh ta lên bảng đếm số với một tình huống không biết rằng phía sau con bò của Taki lại có một con Huey quá xanh trong tay của Ares. Nhưng Amine cũng đã có thêm một điểm hạ gục nữa, đó là đường giữa thì phải. Yusa đã có mặt đây, TQ bây giờ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khiên vàng thượng giới được bóc đi và tạm thời thì TQ đang chờ đồng đội tới. Nogo đang bị kẹt ở đường trên. Hai người chơi đường dịch chuyển bọc sau đến Hero nhưng có bằng dịch chuyển bọc sau của Hero. Style có thể sẽ là mục tiêu bị tấn công. Style đã có 2 phép bổ trợ, Phúc 1 bị kẹt tại, Phúc 1 đập xuống rất nhanh. Taki đang giữ chân người TQ, giáng cầm thẳng vào người Style. Style có chiêu cuối lùi về được, tấp biến lên bởi Hero. Hero lao và hơi sâu nhưng anh ta đủ trâu hay không đây? Nogo chưa có đủ nhiều sát thương và Hero vẫn sống. Hero vẫn có thể sống sót, còn Phúc 1 thì không may mắn đến như vậy. Và Style trong tình huống áp sát của Hero thì anh ta cũng đã phải mất cả chiêu cuối lẫn phép bổ trợ tốc biến chỉ để rút lui mà thôi. Đó là một thứ sẽ chấm dứt thành MBE, nhưng bây giờ Amine lao thẳng vào tấn công Style. Style có cho mình được khả năng hỗ trợ, nhưng bây giờ TQ lao vào giữ chân vào người của anh chàng Amine. Amine lùi về được nhưng một mạng giành những thiết bị của phía TS. Sau đó thì TS họ đã bị phản công bởi Sparta. Taki bị kẹt lại, Taki thấp báo, Taki nằm xuống, mạng dành cho Nogo. Hero đang tới để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. 4 đánh 4 ở đây, nhưng rõ ràng TS họ vẫn đang có lợi thế về máu đến từ cặp đôi sát thủ. Ồ, lại có đánh nhau rồi. Có đánh nhau, Nogo bị giữ chân lại, né luôn sấm sét hủy diệt. Tuy nhiên Hero đang tiếp cận đầy ủi rất hay bởi Sparta. Nogo quay trở lại trả sát thủ, nhảy lên và có bạn đang sát thủ bay tới đến từ Style. 2 mạng dành cho Ami. Họ đang tìm vào người của Hero. Amine không được chơi. Còn Yusa thì sao? Yusa đang ở khu vực sông trên này, ta đang chờ một điều gì đó. MBE họ đang tận dụng lợi thế hơn người, tiến ra khu vực Baron. Ăn Baron với 5 thành viên, trong khi đó thì bên phía của Team Secret lúc này còn 3. Họ phải 3 đánh 5 với Yusa, với Hero cùng với cả Amine. Hero đang bị làm choán loạt thanh trừng, Style mất máu quá nhiều và Style lên bản điểm số. Amine lướt thẳng vào lấy double kill và sau đó TQ mở đẹp, hất tung 2 thành viên đối phương tới từ Sparta. Sau đó thì Amine bị dính khúc cầu hồn và anh ta bị shutdown bởi người chơi đi rừng phút 1. Sau đó thì Yusa đang quẩy với con Viego nhặt xác liên tục của mình, anh ta nhặt xác của TQ lên. Anh ta solo với Sparta và anh ta có triple kill. Triple kill dành cho Yusa, nhưng mở đầu đó là một pha thanh trừng tuyệt vời bởi Amine, khiến cho 2 người chơi quan trọng của đối phương bị kẹt lại ở trong hang Baron và dính rất nhiều sát thương với cái thanh trừng này, tạo ra một lợi thế dành cho TS trong việc đánh xoay quanh con Baron này. Và TS có một pha giao tranh thành công với một pha xoay tua cực kỳ hay của Yusa đến từ nội tại của anh chàng này. Và từ đó TS sẽ có được bù lại Baron ở phút thứ 23 của ván thi đấu. Và họ đang tận dụng bộ lợi Baron của mình để tấn công vào khu vực đường dưới đối phương, trụ 2 đường dưới không thể phòng ngự nổi đến từ MBE. Và Hero đứng ở bên cánh nữa, làm sao mà vào được bởi MBE đây. Rõ ràng một con Scanner quá khó chịu, anh ta còn chưa lên bảng bất cứ một lần nào mặc dù anh ta liên tiếp lao sâu vào đội địch. Sparta bắt buộc phải lùi về, sấm sét hủy diệt được tung ra. TS họ có được cái trụ 2 rồi, họ đang nhắm tới có thể sẽ những công trình tiếp theo. Hất tung thành công, Hero tấp biến lên dàn cầm trúng 2 thành viên. TQ phản xạ, nhưng cuối của TQ không được đẹp lắm, ngay lập tức phúc 1 bốc hơi. TS họ chưa dừng lại, họ đang muốn đẩy tiếp ở đường giữa và thậm chí là cả đường dưới. Đây sẽ là linh hồn rồng dành cho bên phía của Team Secret. Hay MBE sẽ tìm một cách nào đó để can thiệp vào con rồng nguyên tố này. Taki hất ngược đối phương ra, anh ta đang đi hơi đơn lẻ nhưng anh ta còn tốc biến. Phía bên kia thì Sparta tiếp tục phải dơ thân mình ra để chống chịu lối sát thương đến từ bên phía của Team Secret. Một pha áp chế thành công tới từ Hero. Sparta bắt đầu bị hoảng sợ, anh ta mất máu nhiều, anh ta dính vòng xoáy tuyệt mệnh và anh ta phải tốc biến đi với 1 chấm máu. Cạnh tranh rồng thì đó là rồng thuộc về cho phút 1, chưa có linh hồn rồng dành cho Team Secret, nhưng họ vẫn đang giao tranh thắng với rất nhiều Mahago ở đây. Họ có một pha sấm sét hủy diệt của Ares để có Mahago của bên phía MBE. Hero tiếp tục đu bám vào Nogo, người không có phép bổ trợ tốc biến. Tanker 2024 đang dí theo Nogo. Nogo liệu rằng có về được hay không, anh ta vẫn lướt tạm lửa và carry để rút lui được, nhưng Hero có vẻ như chưa muốn bỏ quả, anh ta tiếp tục lao lên. Nhưng đây là đợt lính chưa có để MBE, chính xác là để Team Secret có thể có trụ của MBE. Lính đường giữa có không? Lính đường giữa có, là bên phía của TS họ có thể end ở ván thi đấu này. Có một đợt lính siêu cấp đẩy ở đường giữa và TS họ đang tràn đầy đủ 5 thành viên. Thậm chí là Lucian đang đi chậm hơn một nhịp nhưng không sao cả. Taki đã bọc sau, TQ lao vào, anh ta bị giữ chân lại. Taki hất tung rất hay vào người của Nogo, Nogo bắt buộc phải nhảy về nhưng anh ta hết máu rồi, anh ta nằm xuống. TQ là người sống sót cuối cùng. Bây giờ thì MBE họ có sự hỗ trợ đến từ phút 1 của Bestyle. Và ván đấu vẫn chưa kết thúc. Amine đã ở đường trên, đang thiếu một chủ lực trong đội bên phía của Team Secret mà họ quyết định giữ chân đối phương lại để Amine đẩy lẻ mà thôi. Như vậy quyết định của TS là chơi thiếu người 1 nhịp và Hero ngay lập tức có chiêu E để anh chàng đến câu giờ giúp cho Amine có được công trình ở đường trên. Amine quyết định đánh hay không, hay là quyết định dừng lại? Phút 1 đang bị tấn công, Sparta cố gắng ở bên này, trong khi đó Taki tập biên lên, Style bắt buộc phải lùi về. Phúc 1 bị kẹt lại, Phúc 1 sẽ nằm xuống rất nhanh. Huyền thoại dành cho Yusa, bên phía của MBE họ đang tàn vỡ, khúc côn vang lên. Tiếp tục là double kill dành cho Yusa. Các tay viên của TS hủy diệt hoàn toàn MBE. Một mình Nogo là quá khó để chống lại 4 thành viên của Team Secret trong pha này. Anh ta còn phải bổ trợ tốc biến, như liệu rằng anh ta có tốc biến về được hay không đây. Anh ta tốc biến né combo của Taki, sấm sét hủy diệt tới từ Ares. Amine tốc biến lên và đó là quét sạch dành cho Team Secret để ấn định tỷ số 2-0 cho trận BO3 ngày hôm nay. Một ngày rất tăng hòa của TS, một ngày mà thi đấu tất cả thành viên của TS đều thi đấu với một cái tinh thần cao nhất, với một cái phong độ cao nhất và họ đã xuất sắc đả bại một hiện tượng của giải đấu VCS 2024 mùa hè này, đó là MBE với tỷ số là 2-0. MBE đã làm rất tốt tại cặp trận thi đấu đầu tiên của họ ở tại mùa giải với chiến thắng 2-0 trước Team Flash, nhưng ngày hôm nay họ đã bị dội một gáo nước lạnh bởi Team Secret. Ngỡ rằng đây sẽ là một mùa giải khó khăn cho Team Secret nhưng họ vừa cho chúng ta thấy một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với chiến thắng 2-0 vô cùng hủy diệt trước MBE. Một chiến thắng cực kỳ hủy diệt giúp cho các thành viên của TS họ sẽ có được tinh thần tốt hơn và tăng thêm cái độ gắn kết cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Tỷ số của họ ở thời điểm này đang là 2-1.